bọc ni lông toàn thân máy, anh chị có thể xem xung quanh đúng không ạ? Em về rất nhiều sản phẩm này, khoảng hơn 750 sản phẩm. Rất là phổ thông thôi. Thì điều đặc biệt của máy bên em thì đưa đến cho quý anh chị điều gì? Em có một cái gì rất là to đây. À, ok. Cái phụ kiện của nó đâu anh nhỉ? Mày có thể có một tay cần vào đây không ạ? Em giới thiệu cho các bạn biết về cái phụ kiện. Cái này là, à, đây là cái sản phẩm rất là hay cho anh chị. Sản phẩm này là để kết nối vào cổng này. Đồ ra rất an toàn và chắc chắn ạ. Nhất là về rất là to, thích hợp thêm cái này nữa. Và đảm bảo nói vui một tí này em có thể đảm bảo cho anh chị có thể đu cũng gãy được cái này. Nói vui thế hả? Vì sao? Thì ở đây nó có một cái điện giờ để giữ cái này khi vô tình đi qua lấy điện tầng 1 thì cắm vào đây. Phải không ạ? Cắm vào đây rất là chắc chắn, vô tình đi qua mà bao giờ vào rất là tiện lợi. Thiết kế rất là hay so với các sản phẩm khác. Nó rất vô nhìn nha anh chị nhé. Ở đây chúng ta có thêm một cái cổng sạc của ắc quy này để anh chị nào của nhà có ô tô này. Sản phẩm này bên em tiên tiến thêm một phần nữa, đó là cái cổng kết nối ATS để anh chị có thể kết hợp ATS vào và vận hành trên điện thoại smartphone của mình được từ xa. Đó là điều đó cho khác với dòng máy khác. Chúng ta nếu anh chị muốn kết nối thì anh chị sẽ phải đấu nối ở trong một máy, cắt nối sẽ mất cắt nối cái dây, những cái dây nối này sẽ mất cái an toàn về cháy nổ, rất là nguy hiểm. Sản phẩm này cách âm này rất là tốt, có thể nói là siêu siêu cách âm rất tuyệt vời. Ngoài một số